cuối cùng cũng đến rồi. Cuối cùng, vị thí sinh cuối cùng của chúng ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Để tôi xem qua thông tin cơ bản của thí sinh này. Cái gì? Thí sinh này mới chỉ có cấp 1. Tên cùi bắp này từ đâu chui ra vậy? Tên này đến để tấu hài đúng không? Chắc chắn là sắp xếp của chương trình. Ta thả cho cục giám cũng có thể đánh chết được hắn. Ha 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 ha. Ha ha ha, nói không chừng tuyển thủ pháo hôi này có thể mang đến cho chúng ta một cốt truyện thú vị hơn thì sao? Được rồi, mọi người im lặng nào. Tôi tin rằng tất cả mọi người đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Bây giờ, tôi tuyên bố. Trận chiến phong vân đài chính thức bắt đầu. Lần này đảm nhận vai trò MC bình luận vẫn là bộ đôi quen thuộc nhất của các bạn. Tôi là Thỏ Nhanh Nhảu. Còn, tôi... Được rồi. Mặc dù tất cả mọi người đã nghe nhiều lần, nhưng theo quy định, tôi vẫn sẽ tuyên bố các quy tắc của giải đấu là... Quy tắc phong vân đài. 1. Thi đấu sử dụng thể thức lôi đài, hai bên quyết chiến. Giành chiến thắng cuối cùng là người chiến thắng. 2. Để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, cấp độ sẽ được điều chỉnh thành cấp độ người tham gia cấp thấp nhất không thấp hơn cấp 10. Kỹ năng cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng trong cấp bậc đã điều chỉnh, trang bị do phong vân đài thống nhất phát hành. 3. Ngoài việc đối thủ chấp nhận thua cuộc, tiêu chí duy nhất để đánh giá chiến thắng của người tham gia là giết chết đối thủ. Đối với phần thưởng, người chiến thắng phong vân đài lần này sẽ nhận được 5000 EXP, một vũ khí tương ứng với cấp độ. Bây giờ bắt đầu điều chỉnh cấp độ cho các thí sinh. Đây là một trận phong vân đài mà cấp bậc tuyển thủ bị hạ xuống thấp nhất từ trước đến nay. Hừ, sao cấp 10 chỉ còn lại hai kỹ năng vậy? Tất sát kỹ ta mới học được, cũng vô dụng rồi. Tiểu khô lâu, tốt nhất là ngươi không gặp phải ta. Nếu không, ta sẽ bẻ gãy xương của ngươi từng cái một. Danh con, ngươi sẽ không ngây thơ mà cho rằng cấp độ bằng nhau là có thể bù cho sự chênh lệch giữa kinh nghiệm và kỹ năng đấy chứ. Biết vậy từ đầu mình nghe theo sắp xếp của công chức thì tốt rồi. Chắc hẳn mình đã vào nhầm cửa. Xin chúc mừng người chơi đã đạt IV.10 tạm thời. Bạn có thể chọn chức nghiệp khởi đầu của bạn. Nhiều chức nghiệp như vậy, nên chọn cái nào đây? Trước đây khi ba anh em chơi cùng nhau, hai người bọn họ đều nói mình rất thích hợp để chơi sát thủ. Vậy thì liền chọn sát thủ đi. Sát thủ, sát thương bạo kích cao. Không biết các thí sinh đã thích ứng được với cấp bậc điều chỉnh chưa nhỉ? Thời gian không chờ đợi bạn đâu. Tôi là ngay bây giờ bắt đầu cấp trang bị cho tất cả các thí sinh. Bạn đã nhận được trang bị tạm thời, dao găm sắc bén. Cảm giác này cũng không tệ. Nếu đánh không lại thì nhận thua ngay lập tức, chắc không có vấn đề gì đâu. Sau đây và sau đây. Chúng ta sẽ đến với siêu cấp trọng điểm của phong vân đài lần này. Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh Trợ Mộng đạo sư đặc biệt đến với vân đài lần này. Trong trận đấu lần này, những người biểu hiện xuất sắc liền có thể được bọn họ thu về dưới trướng. Tôi, vị bên trái này, chính là người tiếng tăm lừng lẫy Huyết Nguyệt Thành chúng ta, Trang Hoài Thủy đại nhân. Trang Hoài Thủy, chức vụ, đường chủ Bắc Nguyệt Đường của Huyết Nguyệt Thành. Công vụ, quản lý chiến tranh đối ngoại và công tác triển khai chiến lược của Huyết Nguyệt Thành. Một nửa chiến lược của Huyết Nguyệt Thành đều đến từ Bắc Nguyệt Đường của Trang Hoài Thủy đại nhân. Mà đứng đầu thế hệ cao thủ trẻ tuổi của Bảy Thành cũng là đồ đệ của Trang Hoài Thủy đại nhân. Nếu có thể được Trang Hoài Thủy đại nhân coi trọng, chính là rạng rỡ tổ tông, chính là nở mày nở mặt, chính là leo lên đỉnh cao mới của nhân sinh. Trang Hoài Thủy đại nhân, tôi là một fan hâm mộ của ngài. Trang Hoài Thủy đại nhân, ngài có còn nạp thiếp không? Trang Hoài Thủy đại nhân, Trang Hoài Thủy đại nhân, tôi là kiếm sĩ Beret, xin hãy chú ý đến tôi nhiều hơn. Ra ra, con là con trai thất lạc nhiều năm của cha đây. Mà vị bên phải này chính là đệ nhất mỹ nhân Huyết Nguyệt Thành chúng ta, Vô Nguyệt đại nhân. Vô Nguyệt, chức vụ, đường chủ Đông Nguyệt Đường của Huyết Nguyệt Thành. Công vụ, trưởng quản phân phối tài nguyên Huyết Nguyệt Thành và bí cảnh huyết trì. Vô Nguyệt đại nhân chính là người danh phù kỳ thực, phú bà quý phái. Đồng thời thực lực của Vô Nguyệt đại nhân cũng thâm sâu không lường được. Nhưng mà điều kiện chọn người của Nguyệt đại nhân lại cực kỳ hà khắc. Cho tới nay, Vô Nguyệt đại nhân mới chỉ thu nhận một đệ tử. Nhưng đúng với câu thiên tài khó kiếm, đệ tử Vô Nguyệt đại nhân chính là người chiến thắng Phong Vân Đài 10 trận liên tiếp, thiên tài tuyệt thế chấn động Huyết Nguyệt Thành, Hàn Nhất Tiếu. Vô Nguyệt đại nhân, tôi, xịt, đừng ồn ào. Vô Nguyệt đại nhân tính tình rất nóng nảy, nếu không vừa mắt sẽ giết người. Đúng vậy, trước đây ở trên đường,
Vô Nguyệt đại nhân thấy có người không vừa mắt, trước tiên người đó bị móc mắt, sau đó lại bị băm nát cho chó địa ngục ăn. Ta cũng nghe nói, một hộ vệ chỉ là nói hô một tiếng Bột Nguyệt đại nhân, liền bị rút đầu lưỡi. Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu à? Là đại ca. Đại ca, cuối cùng cũng xuất hiện manh mối về anh rồi. Người phụ nữ tên là Vô Nguyệt này nhất định phải biết cái gì đó. Phải tìm cách để tiếp cận cô ta. Lại dám không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào ta, thật muốn bóp chết hắn. Thôi bỏ đi, Trang Hoài Thủy ở ngay bên cạnh, nếu mình làm vậy, hắn sẽ lại có cớ để lên mặt dạy đời. Hay là dứt khoát giết luôn cả Trang Hoài Thủy đi. Được rồi, phần giới thiệu đã xong. Phần thưởng hậu hĩnh cùng cơ duyên nghịch thiên rốt cuộc sẽ thuộc về ai đây? Tôi, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến trận đấu lần này. Để khán giả có trải nghiệm xem tốt hơn, hãy để thỏ nhanh nhảu tôi bình luận giải thích theo thời gian thực cho tất cả mọi người. Hãy bắt đầu với trận tranh tài đầu tiên của chúng ta. Tuyển thủ được mọi người coi trọng nhất Phong Vân Đài lần này đến từ huyết chiến cuồng sư nhất tộc, Huyết Trảo. Sinh ra đã là sử huyết mạch cuồng sư nhất tộc thiên sinh đẳng cấp hơn người. Mà Huyết Trảo cuồng sư lại là một nhân vật đại diện cho thế hệ mới. Móng vuốt của hắn sắc bén vô cùng, được công nhận là một tuyển thủ hạt giống trong Phong Vân Đài lần này. Một phát chết luôn, tuyển thủ Huyết Trảo lấy ưu thế áp đảo giành thắng lợi. Tiếp theo là đến từ bang hội đại kiếm, Tang Thi kiếm sĩ Bối Lôi. Bang hội đại kiếm cũng là bang hội mới nổi gần đây dưới Nam Nguyệt Đường. Bối Lôi chính là phó hội trưởng bang hội đại kiếm, nghe nói ở Nam Nguyệt Đường đã rất có danh tiếng. Kiếm của hắn vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, cao thủ bại dưới kiếm của hắn nhiều vô số kể. Xem ra cũng chiến thắng tương đối dễ dàng. Ồ, người thắng thứ ba cũng xuất hiện rồi, là Song Đao Ác Quỷ, Go. Go đến từ vùng hoang dã xa xôi, một đường giết tới Huyết Nguyệt Thành, thực lực đương nhiên là không thể khinh thường. Người chiến thắng thứ tư là... Cái gì? Vậy mà lại là tuyển thủ Pháo Hôi. Có ai thấy chuyện gì đã xảy ra không? Làm sao hắn có thể? Thật thú vị, chúng ta hãy bắt đầu vòng tiếp theo thậm chí còn thú vị hơn, vòng bán kết. Ghép ngẫu nhiên đã hoàn tất. Trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu là... Đầu hàng D. Ta khinh thường việc giết một kẻ yếu như người. Ngươi không có tư cách để ta ra tay. Nhưng người ta cảm thấy Afikaka đã rất lợi hại rồi. Đúng vậy, có phải anh là tuyển thủ chuyên nghiệp không vậy? Hai tiểu yêu tinh CAC ngươi, Kaka còn có thứ lợi hại hơn, muốn không? 3K. Nhưng mà chờ hai người nhìn thấy nhị ca của anh thì sẽ biết thế nào mới là đỉnh. Cũng không biết hiện tại nhị ca như thế nào, có thuận lợi hay không. Tập phim hôm nay đến đây là hết. Mọi người nhớ nhấn nút like và bật chuông thông báo để nhận thông báo về tập mới sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thông qua việc cày view trên các nền tảng trên hoặc donate để giúp nhóm có thêm động lực, kinh phí dịch chuyển nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.